đây là do tâm của chính mình quý vị phải quán chiếu thật tốt không thể có mảy may hư dối xu nịnh nào phải thật lòng không thể có chút giả dối nào không thể nói tôi niệm phật là được rồi ăn no không có gì làm vậy thì niệm về câu Phật hiệu thôi không phải nãy chí tập niệm cũng có thể giảng sanh sao như vậy là giả buông thả bản thân rồi là không chí tâm chí tâm là tận hết sức của bản thân trương thiện hòa niệm về câu Phật hiệu liền thấy Phật chúng ta đã niệm Phật mấy chục năm hình như cũng chưa thấy Phật việc này là như thế nào Vậy bản thân phải phản tỉnh Là do bản thân quý vị không chí tâm Trương Thiện Hòa biết rằng Không niệm Phật thì chết chắc rồi Có lẽ quý vị cảm thấy Cũng không đến độ chết chắc Không niệm Phật không sao Ngày mai còn niệm được Vậy vậy không có được sự chí tâm này Cho nên khi chưa đối mặt với cái chết Bản thân còn buông lên Kiểu niệm Phật này nhàn nhã nhẫn nhơ E rằng niệm cả đời cũng không thể thấy Phật Trong A Di Đà Kinh Sớ Sao Đại sư Liên Trì đã nói đến một ví dụ như vậy Có người hỏi ngài Có người cả đời niệm Phật Vì sao khi lâm mạng chung không thể giảng sanh Đại sư Liên Trì đáp rằng Người này một đời niệm Phật Nhưng trước nay chưa từng một lòng niệm Phật Một lòng niệm Phật Niệm mười niệm thì có thể giảng sanh Nhưng mà người đó có một lòng niệm Phật Niệm một đời cũng không thể giảng sanh Do đó Đại sư ứng Quang dạy chúng ta người tu hành thật sự phải luôn để chữ tử trên trán của mình luôn nghĩ đến nếu tôi chết rồi thì phải làm sao tối nay đi ngủ nằm xuống ngủ luôn không còn tỉnh dậy nữa thì thế nào đây cũng là chuyện thường hay xảy ra đừng nghĩ rằng bây giờ tôi vẫn chưa già chắc là không đến nỗi tối nay phải ra đi nếu như hàng ngày quý vị nghĩ như vậy sẽ có một ngày quý vị bỏ lỡ cơ hội bởi vì sẽ có một ngày quý vị sẽ phải ra đi không tin vậy nữa rất khó nói trên đường hoàng tuyền không phân già trẻ một phần đa số là người trẻ như định Hoàng ở tinh sách chánh giác đã ba năm đưa tiễn bốn vị pháp sư hai vị là lão pháp sư hai vị là pháp sư trẻ tuổi tỷ lệ này là 50 50 vì vậy đừng cho rằng bản thân còn chưa đến tuổi sao quý vị biết được khi nào vua diêm la phải binh ma đầu trâu bạc ngựa đến trước quý vị cho nên phải nâng cao tâm cảnh giác niềm niềm đều nghĩ đến cái chết. Chết rồi thì rất kinh hại. Đó là sự luân hồi vô cùng tận. Cho nên ở trong văn phòng, tôi đã viết chữ tự rất lớn. Dán ở chỗ dễ nhìn thấy nhất. Hàng ngày nhìn có lợi ích. Thoáng chốc thì tôi cũng đã hơn 40 tuổi rồi. Quý vị xem, mười mấy tuổi đã tiếp nhận Phật Pháp. Đến nay đã ngoài 40, vẫn chưa liễu thoát sanh tử. Vấn đề lớn này cũng chưa giải quyết được. Học Phật hơn 20 năm, quý vị xem, không có thành tựu. Điều này khiến người ta lo nghĩ. Có thể có được hai mươi mấy năm nữa hay không? Rất khó rồi. Có thêm hai mươi mấy năm nữa thì tuổi gần cổ hy rồi. Cổ hy, cổ hy là gì vậy? Từ xưa đến nay rất hiếm có. Quý vị chưa chắc sẽ sống đến 70 tuổi. Cho nên phải nâng cao tâm cảnh giác. Tâm cảnh giác chính là tâm bồ đề, chính là đạo. Tâm đạo, bồ đề chánh niệm. Phải giảng sanh tình độ. Khi lâm mạng chung, Bị nỗi khổ bức bách Nghiệp báo hiện tiền Thậm chí đã thấy lửa lớn ở địa ngục Hoặc là thấy quán thân trái chủ đến đòi mặt Như ông Trương Thiện Hòa đời nhà đường Điều này được ghi chép trong trình độ Thánh Hiền Lục cả đời ông làm nghề giết mổ bò đã giết vô số con bò khi lâm chung nhìn thấy người đầu bò đến đòi mạng dọa ông chết tiếp. lúc này ông rất đau khổ bệnh rất nặng cũng may đầu óc còn tỉnh táo khi nằm trên rỉ bên ngoài có một vị xuất gia đi ngang nghe thấy trong nhà tiếng kêu cổ liên tục thì vào trong xem thử nhìn thấy có một người bệnh đã trở nên mê mờ rất đau khổ đây là tướng khi lâm mạng chung cho nên ngài cứ ông mau chóng niệm phật ông trương thiện hòa này cũng có thiện căn nghe xong liền tin nhận ông không nghi ngờ. Thế là mau chóng niệm A-di-đà Phật. Niệm được 15 phút thì không còn thấy người đầu bò nữa. Niệm thêm một chút nữa, thấy Phật A-di-đà đến. Liên nói với vị xuất gia rằng Phật A-di-đà đã đến tiếp dẫn con. Bèn tắt thở ra đi. Quý vị xem, tạo tác ác nghiệp đến khi lâm mạng chung đây chính là nại chí thập niệm. Ông niệm Phật như vậy thật sự là chí tâm. Vì sao vậy? Biết rằng không niệm Phật thì hết cách cứu chữa. Chết chắc rồi, mà chết cũng thật khủng khiếp. Những người đầu bò đó đã đến đòi mạng. Vậy thì tương lai chắc chắn đọa ba đường ác. Cổ báo này hiện tiền. Ngược lại, đã ép ông liều mạng niệm Phật. Như niệm Phật, một câu Phật hiệu này đã diệt 80 ức kiếp tội nạn sanh tử. Bởi vì ông chí tâm niệm Phật. Đây là kinh quán vô lượng thọ Phật nói. Như thị chí tâm linh thanh bất tuyệt. Cụ túc thập niệm từng Nam Mô A Di Đà Phật. Xưng Phật danh cố ư niệm niệm trung. Trừ bát thập ức kiếp sanh tử chi tội. Mười niệm nói đây rất rõ ràng chính là xưng danh. Cho nên có căn cứ, không phải niệm nào khác, mà chính là Phật hiệu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Những người hạ hạ phẩm giảng sanh, cả đời chưa từng học Phật, không gặp được Phật, cho nên chưa có công đức gì. Nhưng đúng vào lúc làm mạng chung, trí tầm cần thiết niệm A-di-đà Phật. Họ diệt tội rồi. Lập tức được cởi tròi. Hiện nay chúng ta chưa đến nỗi tạo tội ngũ nghịch thập ác. Phải nói là không kém hơn ông Trương Thiện Hoàng. Cho nên bản thân chúng ta phải có lòng tin. trương thiện hòa niệm vài câu phật hiệu liền thấy phật chúng ta đã niệm phật mấy chục năm hình như cũng chưa thấy phật việc này là như thế nào vậy bản thân phải phản tỉnh là do bản thân quý vị không chí tâm trương thiện hòa biết rằng không niệm phật thì chết chắc rồi có lẽ quý vị cảm thấy cũng không đến nỗi chết chắc không niệm Phật không sao. Ngày mai còn niệm được. Vậy vậy, không có được sự trí tâm này. Cho nên, khi chưa đối mặt với cái chết, bản thân còn buông lên. Kiểu niệm Phật này nhàn nhã nhẫn nhơ, e rằng niệm cả đời cũng không thể thấy Phật trong a di đà kinh sớ sao đại sư liên trì đã nói đến một ví dụ như vậy có người hỏi ngài có người cả đời niệm phật vì sao khi lâm mạng chung không thể giảng sanh đại sư liên trì đáp rằng người này một đời niệm phật nhưng trước nay chỉ từ một lòng niệm phật một lòng niệm phật niệm mười niệm thì có thể giảng sanh nhưng mà người đó có một lòng niệm Phật Nên một đời cũng không thể giảng sanh Do đó Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta Người tu hành thật sự Phải luôn để chữ tử trên trán của mình Luôn nghĩ đến Nếu tôi chết rồi thì phải làm sao Tối nay đi ngủ nằm xuống ngủ luôn không còn tỉnh dậy nữa thì thế nào đây cũng là chuyện thường hay xảy ra đừng nghĩ rằng bây giờ tôi vẫn chưa già chắc là không đến nỗi tối nay phải ra đi nếu như hàng ngày quý vị nghĩ như vậy sẽ có một ngày quý vị bỏ lỡ cơ hội bởi vì sẽ có một ngày quý vị sẽ phải ra đi không tỉnh dậy nữa rất khó nói trên đường hoàng tuyền không phân già trẻ một phần đa số là người trẻ như định hoàng ở tinh sách chánh giác đã ba năm đưa tiễn bốn vị pháp sư hai vị là lão pháp sư hai vị là pháp sư trẻ tuổi tỷ lệ này là 50 mươi năm mươi Vì vậy, vậy đừng cho rằng bản thân còn chưa đến tuổi Sao quý vị biết được khi nào vua Diêm La Phái binh ma đầu trâu bạc ngựa đến rước quý vị Cho nên phải nâng cao tâm cảnh giác Niềm niềm đều nghĩ đến cái chết Chết rồi thì rất kinh hại Đó là sự luân hồi vô cùng tận cho nên ở trong văn phòng Tôi đã viết chữ tự rất lớn Dán ở chỗ dễ nhìn thấy nhất Hàng ngày nhìn có lợi ích Thoáng chốc thì tôi cũng đã hơn 40 tuổi rồi Quý vị xem Mười mấy tuổi đã tiếp nhận Phật Pháp Đến nay đã ngoài 40 Vẫn chưa liễu thoát sanh tử Vấn đề lớn này cũng chưa giải quyết được. Học Phật hơn 20 năm, quý vị xem, không có thành tựu. Điều này khiến người ta lo nghĩ. Có thể có được hai mươi mấy năm nữa hay không? Rất khó rồi. Có thêm hai mươi mấy năm nữa thì tuổi gần cổ hy rồi. Cổ hy, cổ hy là gì vậy? Từ xưa đến nay rất hiếm có. Quý vị chưa chắc sẽ sống đến 70 tuổi. Cho nên phải nâng cao tâm cảnh giác. Tâm cảnh giác chính là tâm Bồ Đề, chính là Đạo. Tâm Đạo, Bồ Đề chánh niệm. Phải giảng sanh tình độ. Trong kinh Phật Thuyết a di đà đã nói rất rõ, không thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên. Không thể dùng chút ít thiện căn thiện căn là gì? Đại sư ngẫu ích giải thích, Bồ Đề chánh niệm là chỉ thiền căn. Đó chính là tâm cảnh giác của quý vị. Luôn luôn nghĩ đến việc lớn sanh tử, đường luân hồi hiểm trở. Việc này không thể chậm trễ, không thể kéo dài, không thể lơ là. Những việc khác thì không quan trọng việc này thì không thể tùy tiện được như vậy chính là bồ đề chánh niệm trong kinh vô lượng thọ nói bồ đề cao quảng dụ nhược tu di núi tu di với như độ cao và chiều rộng của tâm bồ đề cao chính là tâm cảnh giác cao độ quảng Chính là ở mọi lúc, mọi nơi cũng không quên. Đây gọi là bồ đề chánh niệm, gọi là thiền căn Không thể chút ít thiền căn cũng không thể chút ít phước đức. Phước đức là gì vậy? Hành chánh trợ. Chánh hành chính là tính nguyện trì danh. Trợ hành chính là tất cả, những phước đức như bố thí, trì giới, những dục, dân dân. mỗi ngày bản thân phải phản tình hiện nay có phải tình nghiệp của tôi đang tăng trưởng nhiễm nghiệp có phải đang giảm bớt càng ngày càng gần với phật a di đà hay là càng ngày càng xa thế nào là càng ngày càng gần phật hiệu quý vị càng ngày càng thành thục thì gần a di đà phật a di đà phật lúc nào cũng có thể đề khởi lúc nào cũng niệm phật cho dù gặp phải cảnh giới nào cũng không quên câu phật hiệu như vậy thì gần với phật a di đà rồi cho nên nói nải chí thập niệm phải biết rằng đây là tiêu chuẩn thấp nhất tất nhiên là niềm càng nhiều càng tốt không phải chỉ niệm 10 câu là đủ Cho nên nãy chí tập niệm này là như thế nào Bây giờ tôi phải xem như tôi đang ở thời khắc lâm chung 10 niệm sau cùng này Như trước thiện hòa liều cá mạng niệm 10 câu A di đà Phật, 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 A di đà Phật. Niệm xong 10 câu này rồi, ý vẫn chưa chết. Làm thế nào? Niệm 10 câu nữa, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vẫn chưa chết niệm 10 câu nữa. Mỗi 10 câu đều xem như niệm Phật lúc lâm chung vậy. Như vậy là chí tâm. Niệm niệm đều niệm như vậy. Vậy thì có thể niệm A Di Đà Phật rất thành tục. Không cần thời gian quá lâu thì quý vị có thể niệm thành phiến. cho nên trí tâm rất quan trọng. Khi lâm mạng chung, tự nhiên cảm được Phật A Di Đà hiện tiền. Quý vị vẫn niệm mười câu như vậy liền được giảng sanh. Trí tâm tín nguyện, cho dù không đạt đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn, có sự nhất tâm, có lý nhất tâm sự nhất tâm chính là phục đoạn được kiến tư phiền não. Hàng phục phiền não chính là công phu thành phiền. Đoạn phiền não thì rất tuyệt vời. Vậy là chứng quả rồi. Đoạn sạch kiến hoặc tư hoặc rồi. Đó chính là A-la-hán tứ hòa. Viên giáo là Bồ Tát thất tính vị. Chúng ta chưa chắc đạt được cao như vậy. Chúng ta có hy vọng hàng phục phiền não. Hàng phục phiền não là gì? Cầu a di đà Phật của quý vị từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn. Cho dù ở trong cảnh giới nào, quý vị cũng không quên câu Phật hiệu này. Đây là sự nhất tâm. Hạ phẩm, hàng phục phiền não, công phu thành phiền. Công phu này thật sự là rất tuyệt vời. Họ có thể tự tài giảng sanh Cho dù không thể nhất tâm bất loạn Chúng ta dùng trí tâm niệm Phật Trí tâm tính nguyện niệm Phật Niệm đến khi lâm mạng chung Vẫn có thể được giảng sanh Cho nên không phải là công phu thành phiến mới có thể giảng sanh Không phải vậy công phu thành phiến thì chắc chắn giảng sanh. Nhưng mà công phu thành phiến cũng phải là công phu thành phiến có chí tâm tính nguyện. Nếu như công phu thành phiến không có chí tâm tính nguyện, cũng không thể giảng sanh. Đại sư Ngẫu Ích nói ra sự phân biệt rất rõ ràng cho chúng ta biết. Trong Di Đà Yếu Giải nói, đắc sanh ư phủ toàn do tính nguyện chi hữu vô. Phẩm vị cao hạ toàn do trì danh chi thâm thiện. Tức là quý vị có thể giảng sanh Tây Phương không? Hoàn toàn do có tính nguyện hay không? Không xét điều gì khác. Không phải xét câu phu niệm Phật của quý vị cao hay thấp. Mà xét quý vị có thật sự chí tâm tính nguyện hay không? Nếu như có tính nguyện, cho dù 10 niệm cũng quyết định giảng sanh. cho dù một niệm khi lâm chung cũng có thể giảng sanh. Đây là tính nguyện, không xét công phu. Như bà nội của tôi, vào năm ngoái, năm 2015 đã giảng sanh. Công phu của bà chưa thành phiến, nghĩa là công phu chưa hàng phục được phiền nào. Nhưng mà bà luôn niệm, tôi vừa dỗ dành vừa ép. Muốn bà mỗi ngày niệm ba dạng câu Phật hiệu. Bởi vì Đại sư Ngẫu Ích đã nói rất rõ ràng. Khi mới bắt đầu, nhất định phải dùng chuỗi. Hoặc mỗi ngày ba dạng, năm dạng, mười dạng. Trọn đời này cũng không thay đổi Nếu không giảng sanh thì chư Phật giọng ngữ Hay nói cách khác chắc chắn giảng sanh Đại sư Ngẫu Ích đã đưa ra con số thấp nhất là ba dạng Cho nên tôi nói bà niệm ba dạng câu Hằng ngày niệm điểm số Lấy cuốn sổ nhỏ cho tôi xem Mỗi ngày niệm được bao nhiêu câu Khi mới bắt đầu bà cũng không niệm được Thật sự chưa từng niệm Phật Bỗng nhiên niệm ba dạng câu cũng không đơn giản. Không tin quý vị có thể về nhà thử xem. Niệm một dạng thì quá lắm rồi. Huống hồ ngày nào cũng niệm như vậy. Có là có ở chỗ kiên trì. Bà cũng khá là nghe lời của tôi. Mới bắt đầu thì không thể niệm nổi. Dần dần niệm thành thục rồi thì có thể tiếp tục niệm đều từ chưa quen đến thành thục từ lượng biến đến chất biến niệm phật chính là như vậy quý vị phải niệm nhiều như bài kệ mà lão cư sĩ hạ liên cư nói dược dẫn như hà xuất ái hà duy hữu di đà niệm tắc đa niệm thục phương năng đăng lạc độ Thẳng sanh bất miệng đọa ta bà những câu này đã nói rất rõ ràng quý vị muốn hỏi làm sao ra khỏi sông ái sông ái đó không phải là sông ái ở thành phố cao hùng sông ái này là chỉ thế giới ta bà sông ái của tam giới lục đạo nếu hỏi làm sao mới có thể ra khỏi sông ái này tức là ra khỏi tam giới bởi vì ái bất trọng bất sanh ta bà niệm bất nhất bất sanh tình độ Quý vị phải đoạn ái, ái dục này. Tức là kiến tư phiền nào. Di hữu, di đà, niệm đắc đà. Không còn con đường thẳng nào có thể đi. Quý vị phải thành thật, niệm A-di-đà Phật. Niệm càng nhiều càng tốt. Niệm nhiều thì sẽ thành phục. Bắt đầu niệm chưa quen, rất khổ sợ. Niệm ba dạng câu, cắn chặt răng cũng có thể niệm tiếp được. Dần dần, rất nhẹ nhàng mà niệm hết ba dạng câu rồi. Sau khi niệm ba dạng câu, từ từ tăng lên. Năm dạng, tám dạng, mười dạng, ý cũng không có. Tôi ở trong quan phòng, khi vừa bắt đầu cũng không thể niệm nổi mười dạng câu. Tôi cảm thấy mình đã phát nguyện 90 ngày niệm 10 triệu câu Phật hiệu. Muốn hồi hướng cho 90 đại thọ của Lão Hòa Thượng Ân Sư Tịnh Không, Ngày đầu tiên mới niệm được 7 dạng câu, tâm thối chuyện hết một nửa. Mỗi ngày niệm 7 dạng câu, thì 90 ngày mới niệm được 630 dạng câu. Làm sao có thể niệm đến 10 triệu câu chứ? Không sao cả, cắn chặt răng mà niệm. Niệm từ từ thành thục rồi, tự nhiên sẽ tăng lên. Cho nên, niệm được khoảng 20-30 ngày. Niệm 10 dạng câu không còn khó khăn nữa. Sau đó tăng lên 12, 13, 14 dạng câu cũng không có khó gì. Nếu một ngày niệm nhiều nhất là 22 dạng, hình như cũng không có gì. Tất nhiên nếu tăng thêm thì không thể nào được nữa. Bởi vì với tôi mà nói thì đó đã đạt đến mức cao nhất rồi. Bởi vì Phật hiệu của quý vị cũng không thể nào niệm không rõ ràng. Cho nên không còn khó khăn nữa phải niệm thành thục. Mười triệu câu này cũng rất mau chóng điệm đủ. Nên thành thục mới có thể ra khỏi ta bà, mới có thể đăng lên lạc quốc. Chính là thế giới cực lạc, thẳng sanh. Phật hiệu không thành thục, rất xa lạ, không tránh khỏi đọa ta bà. Cho nên tu hành niệm Phật chỉ là chuyển quen thuộc thành xa lạ, xa lạ thành quen thuộc mà thôi chúng ta quen thuộc với điều gì vọng tưởng phân biệt chấp trước tham sân si mạng dân ngã thị phi nhiều việc này rất quen thuộc không cần phải cố ý vọng tưởng thì cũng tự nhiên vọng tưởng vọng tưởng thành phiến. vậy thì bây giờ chuyển quen thuộc thành xa lạ phải làm thế nào quý vị biến xa lạ thành quen thuộc là được rồi quý vị cứ nắm chắc câu Phật hiệu này. Luôn niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Ban ngày cũng niệm, buổi tối cũng niệm. Ăn cơm cũng niệm, ngủ cũng niệm. Đi cũng niệm, ngồi cũng niệm. Khổ cũng niệm, vui cũng niệm. Đau thương cũng niệm, quan hỷ cũng niệm. Thuận cảnh cũng niệm, nghịch cảnh cũng niệm. Cứ luôn niệm như vậy. Chắc chắn có thể niệm thành thục chỉ sợ quý vị không chịu niệm. Không chịu niệm tức là quý vị không chí tâm tính nguyện. Xin lỗi, quý vị không thể giảng sanh. Thật sự chí tâm tính nguyện, vậy thì sẽ sẵn sàng niệm Phật. Cố gắng niệm cho thành thục. Như vậy mới bày tỏ, quý vị chí tâm tính nguyện. Cho nên người chí tâm tính nguyện, họ nhất định cầu nhất tâm bất loạn họ sẽ không diện tớ cho bản thân hoặc là tìm cái hở của phật a di đà ý hình như không cần nhất ta bất loạn cũng có thể giảng sanh được giảng sanh hay không toàn là do có tính nguyện hay không tôi chắc là đã có tính có nguyện rồi có thể giảng sanh như vậy là đầu cơ trục lợi tìm cái hở vậy có giảng sanh được không xin lỗi không thể giảng sanh vì quý vị không chí tâm. Khi chí tâm tín nguyện sẽ làm thế nào? Tôi nhất tâm niệm như vậy. Có thể được nhất tâm bất loạn không? Cứ mặc kệ. Được, chắc chắn có thể giảng sanh. Không được, cũng có thể giảng sanh. Đây là do tâm của chính mình. Quý vị phải quán chiếu thật tốt không thể có mảy may hư dối xu nịnh nào phải thật lòng không thể có chút giả dối nào không thể nói tôi niệm phật là được rồi ăn no không có gì làm vậy thì niệm về câu phật hiệu thôi không phải nãy chí thập niệm cũng có thể giảng sanh sao như vậy là giả buông thả bản thân rồi là không chí tâm chí tâm là tận hết sức của bản thân khi đại sư kumala thập giải thích về chí tâm ngài đã nêu ra một ví dụ rất tình yếu ví như, như có một người ở cánh đồng quan du gặp phải giặc cướp mang theo dao để chém người đó người đó rất sợ chạy bạc mạng chạy đến phía trước có một con sông tâm của người đó chỉ nghĩ làm sao để qua sông phía sau giặc cướp đang đuổi theo hay là liều cả mạng trong tâm chỉ một lòng nghĩ làm sao qua sông nghĩ rằng tôi phải cởi đồ để qua sông bơi qua bờ bên kia hay là không cần cởi đồ không còn kịp nữa đi nhảy xuống sông người đó chỉ nghĩ điều này không nghĩ điều khác người đó không nghĩ rằng vợ con của tôi phải làm thế nào tôi đi làm thì báo cáo với sếp thế nào đây? Việc nhà chưa làm xong thì thế nào? Không nghĩ đến những điều này. Người đó chỉ một lòng nghĩ đến việc qua sông. Bởi vì lúc này tình huống nguy cấp. Cái tâm này gọi là trí tâm. Nãy trí thập niệm quyết định giảng sanh. Vậy bây giờ chúng ta ở trong tam giới Biết rằng cũng có giặc cướp đuổi theo sao Giặc cướp nào vậy? Nghiệp lực Nếu như đời này chúng ta không giảng sanh Tây Phương, vậy thì nghiệp lực này nhất định cho đại chúng ta đọa vào tam đồ lục đạo. Còn khổ hơn so với việc Bị giặt cướp chém Xuống địa ngục hàng ngày mỗi giờ Mỗi khắc đều bị chém Hoặc là lửa thiêu đốt Hoặc chảo dầu nóng Lời núi đao xuống miệng lửa Đáng sợ hơn giặt cướp rất nhiều Quý vị phải biết Nếu như không ra khỏi luân hồi Thời gian quý vị ở địa ngục nhất định rất dài quý vị có tâm cảnh giác của người này không nghiệp lực đã đuổi đến nơi rồi quý vị còn nhàn nhã nhẫn như, giống như không có chuyện gì vậy như vậy là mê cho nên phải hiểu rõ tình trạng của sự luân hồi biết rằng đời người vô thường không nhanh chóng giải quyết ổn thỏa việc lớn sanh tử Vậy thì quá nguy hiểm Còn nguy hiểm hơn Chuyện người gặp phải giặc cướp này Quý vị có tâm cảnh giác như vậy Thì được trí tâm rồi Sau đó quý vị niệm Phật Một niệm tương ưng, một niệm Phật Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật Mỗi niệm đều chí tâm tính nguyện để niệm Và lúc này Nói không chừng sẽ được nhất tâm bất loạn không cần cầu nhất tâm bất loạn. Càng cầu nhất tâm thì càng không được nhất tâm. Bởi vì quý vị cầu chính là vọng niệm. Chỉ cần niệm một mạch như vậy. Đây là tâm trực niệm Phật. Không nghĩ điều gì khác, nhất tâm cũng không cầu. Cũng không nghĩ đến đoạn vọng tưởng, đoạn phiền nào. Không nghĩ những điều này, chỉ nhất tâm niệm phật vậy thì được bất loạt